Hết tiền mới thấy rõ lòng dạ con người. Kính thưa quý vị, người xưa có câu, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Quả không sai, khi con người ta lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc, mới nhận ra người yêu quý mình thật lòng và hiểu được cuộc sống này, vốn để những trái ngang bất ngờ. Người quen biết nhiều, khi hoạn nạn, người sẵn sàng giúp đỡ bạn có mấy ai? Trong cuộc sống, số người chúng ta quen biết có thể nhiều vô số kể. Số người chúng ta giao tiếp, thân quen cho tới xã giao lại không thể kể hết. Vậy nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, ai là người sẽ sang tay cưu mang giúp đỡ bạn? Đừng vội nói rằng tôi có rất nhiều bạn bè. Nếu gặp hoạn nạn, chắc chắn ai cũng giúp tôi. Bởi lẽ chỉ tới khi khó khăn, số người ở lại vẫn tiếp tục chơi với bạn, đó mới là những người bạn thật sự cần trân trọng. Có thể hôm nay bạn và họ vừa cùng nhau ăn một bữa cơm, thậm chí đi du lịch cùng nhau. Nhưng ngày mai, bạn có khó khăn, đừng cho rằng tất cả đều sẵn sàng cưu mang giúp đỡ. Họ sẽ không nghe máy hay thậm chí viện đủ cớ để không giúp đỡ, mà bạn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Hãy nhớ rằng, người muốn đưa tiễn bạn về nhà, Đông Nam Tây Bắc đều sẽ thuận đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, chua ngọt đắng cay đều thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều có thời gian dành. Giữa dòng đời tấp nập, tìm được người bạn chân tình quả khó khăn. Có câu chuyện chia quả táo như thế này. Tôi có một quả táo, chia cho bạn một nửa. Người ta nói đó là tình bạn. Khi tôi có một quả táo, tôi cắn một miếng rồi đưa cho bạn, đó là tình yêu. Khi tôi không cắn miếng nào, đưa hết cho bạn, đó là tình thân. Cuối cùng là khi tôi cố tình giấu quả táo đi, không cho bạn biết, hoặc phũ phàng nói rằng tôi cũng đói. Và đó là thực tế xã hội. Thực tế xã hội là vậy. Chỉ khi bạn nghèo khó mới hiểu rõ đâu là tình bạn, tình thân. Có những chuyện luôn nằm vượt tầm kiểm soát của ta, dù cố gắng cũng không đủ năng lực xoay chuyển. Hoạn nạn họ bên cạnh không phải vì tiền tài, vật chất, mà ở tấm chân tình. Thứ tình cảm cao quý hơn bao giờ hết, tình bạn thật sự. Tiền bạc có thể kiếm ra rồi lại hết, nhưng tình bạn chân thành sẽ trường tồn mãi mãi. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cuộc sống vốn là vậy, không ai có thể đoán trước tương lai. Trong cuộc đời, không tránh khỏi những lúc khó khăn. Dù là vậy thì ta cũng phải kiên trì, mạnh mẽ vượt qua. Hãy luôn nhớ rằng, con người có thể nghèo về vật chất, nhưng không bao giờ nghèo về ý chí. Thực tế, vốn luôn phũ phàng, đừng tùy tiện than thở khó khăn, bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện ấy. Luôn tự lực. Hãy dành thời gian để tìm kiếm cách giải quyết những khó khăn của bản thân mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, trân trọng những người luôn đồng hành, kề vai sát cánh khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Họ có thể không có khả năng kinh tế để giúp bạn, nhưng luôn âm thầm động viên, rất đáng trân trọng. Hãy ghi nhớ những điều đơn giản mà ai cũng biết, chỉ là ta hay lãng quên, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Dọn sạch ba thứ rác rưởi trong lòng, cuộc sống sẽ được tự do và dễ dàng hơn. Kính thưa quý vị, bộ não con người đôi khi cũng giống như cái thùng chứa rác vậy. Trải qua thời gian lâu dài, nhất định sẽ tích tụ những điều xấu xa, bất hảo. Chỉ bằng cách thường xuyên dọn dẹp nó, loại bỏ những suy nghĩ không nên có và những cảm xúc tồi tệ hỗn loạn, con người mới có thể sống được tự do tự tại. Loại bỏ những cảm xúc tồi tệ giúp cho não nhanh chóng khởi động lại. Khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc bế tắc, có thể giúp loại bỏ những suy nghĩ tồn đọng trong bộ nhớ làm việc của bạn và để lại cho bạn một không gian làm việc với tinh thần gọn gàng hơn. Người xưa có câu, cỏ dại có ảnh hưởng nhiều. Nói theo lý thì cần phải loại bỏ,
loại bỏ tới khi cảm thấy sạch rồi thì thôi. Nếu chưa kịp thời loại trừ dọn sạch hết, thì cũng đừng vì thế mà động tâm. Một khi nhìn vào rồi thì thân tâm liền xuất hiện mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực. Cỏ dại tất nhiên là có hại, đương nhiên cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nếu ngẫu nhiên chưa dọn được sạch, thì cũng đừng vì thế mà bị động tâm, cũng đừng vì đó mà luôn giữ kín trong lòng. Bởi vì nếu bạn nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại chưa được dọn sạch kia, trong nội tâm sẽ càng nổi lên những cảm xúc tiêu cực. Những chuyện không như ý trên đời này chiếm tới 8-9 phần. Ai cũng có lúc chứa đầy những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy chúng ta cần phải nắm hiểu được cách thức hay nào để buông ra đúng lúc. Nếu cứ để chúng chi phối ở trong lòng thì sẽ bị khống chế trong lòng mãi không ngừng. Loại bỏ thành kiến. Vạn sự vạn vật trên thế giới này đều phản chiếu vào thế giới nội tâm của chúng ta. Tuy nhiên, nội tâm đang chứa đựng thứ gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy thứ đó. Một con người biết sống điềm tĩnh, vứt bỏ thành kiến, tin tưởng vào thế gian tươi đẹp thì sẽ nhìn thấy mọi thứ trên thế gian đều tươi đẹp. Loại bỏ lòng tham. Có hai thứ trên thế giới này mà cặp mắt thường của con người không thể nhìn thẳng, đó là mặt trời và tâm trí con người. Một người sinh ra trên đời vốn mang theo sự thiện lương bẩm sinh. Tuy nhiên, trong quá trình lớn lên và trưởng thành, nội tâm có thể bị đời sống thế tục làm ô nhiễm vì sự ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp, từ đó dần dần mà trở nên kẻ tham lam, xảo quyệt. Vì vậy, tu tâm dưỡng tính chính là để trừ đi tâm tham lam và giúp cho tâm thiện lương vốn có được hiển lộ ra. Muốn học làm người tốt còn tùy thuộc vào xuất thân của cá nhân, sự giáo dục từ gia đình và xã hội. Ví như có câu, chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học là như vậy. Công danh lợi lộc trên đời này đều là vật ở ngoài thân, lúc sinh ra không mang tới, lúc chết cũng không mang theo đi. Họa phúc trên đời là chuyện khó lường trước. Vật ở ngoài thân là những thứ đạt được dễ dàng và mất đi cũng dễ dàng. Càng bận tâm tới chúng nhiều thì càng không có lợi ích gì hết. Trong sách Đạo Đức Kinh có ghi chép, năm màu khiến cho người bị mù mắt, năm giọng khiến cho người bị điếc tai, năm vị khiến cho người bị tê lưỡi, rong ruổi săn bắn khiến cho lòng người hóa cuồng dại, của cải khó được khiến cho người bị tai ương. Khi con người mong muốn đạt được càng nhiều thì sẽ phải tính toán càng nhiều. Điều này khiến cho tâm và thân không được nghỉ ngơi. Con người vì chạy theo hưởng thụ vật chất bên ngoài mà bôn ba cả ngày, lo được lo mất, cuối cùng khiến cho thân tâm mệt mỏi, trở thành kẻ tù tội của dục vọng, bỏ gốc lấy ngọn. Làm bạn cùng vợ con, hiếu thảo với cha mẹ, gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống bình dị, không đòi hỏi nhiều về vật chất là bản chất đơn giản của hạnh phúc. Do vậy, chúng ta không nên quá xem trọng được và mất, thuận theo tự nhiên, duy trì nội tâm bình an, đó mới chính là hạnh phúc thật sự.